Kính thưa quý vị, Bộ Kinh tế Hoa Kỳ vừa ban sắc lệnh cấm tất cả các công ty của Hoa Kỳ giao thương với công ty kỹ thuật Huawei của Trung Cộng. Sắc lệnh này có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế cũng như nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ? Mời quý vị theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi hôm nay với ông Đỗ Như Điện, người điều hành Đáp Lời Sông Núi qua đề tài Bao vây công ty Huawei. Một lần nữa, xin kính chào chú Điện. Vâng, kính chào anh Tiết và kính chào quý khán giả của đài VNA TV. Dạ, Tiết mới giới thiệu đó thưa chú, thì như mình thấy đó là cái công ty Huawei bây giờ này đang gọi là nổi tiếng trên cả thế giới về vấn đề là bị siết vòng vay từ Hoa Kỳ, xong rồi tất cả các nước Âu Châu bây giờ này cũng theo cái đà này. Thì theo kinh nghiệm của chú thấy về cái vấn đề mà siết Huawei hay là Huawei đó, trong cái vấn đề không có được phát triển cái telecommunication 5G và những cái mobile phone, thì chú thấy có cái kinh nghiệm của chú có những ảnh hưởng như thế nào thưa chú? Vâng anh Tiết ơi, cái chuyện này thì chúng ta cũng đã nói nhiều, như hôm nay đó, thời giờ không cho phép ta đi sâu vào, tôi chỉ nói một cái khúc ngắn thôi, không mới nhất thôi, tức là cái quyết định mới nhất của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong tuần vừa rồi là Bộ Thương mại Hoa Kỳ mới đưa ra một cái thông báo là giới hạn tất cả những công ty của Mỹ và tất cả những công ty có làm ăn với Mỹ là không được tiếp tục bán, mua những sản phẩm của Huawei. Tức là Huawei. Huawei là cái gì? Đây là một cái công ty viễn thông lớn nhất của thế giới và cũng có thể là lớn nhất của Trung Cộng và cũng có thể là lớn nhất của thế giới, với cái số lượng khoảng 180.000 nhân viên đó. Và họ đã trải rộng qua khắp năm châu, và cái số lượng cell phone họ bán ra cũng là lớn nhất trên thế giới. Thì gần đây đó, trong cái thời gian khoảng một năm trở lại đây, nhất là từ khi mà nó nổ ra vấn đề mà an ninh quốc phòng, thì Hoa Kỳ đã giới hạn một phần, giới hạn một phần thôi, trong ấy nó có cả GTE nữa, thì bằng một cái động thái có thể nói rằng tiêu biểu đó là Canada đã bắt bà Mạnh Vãn Chu, tức là cái người mà lo về vấn đề tài chính, tức là finance, và cầm giữ và chưa giải giao cho Hoa Kỳ, bởi vì có nhiều cái cáo buộc cho rằng bà này đã vi phạm những cái quy định về thương mại mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Thế thì bây giờ đó, tuần vừa rồi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra những cái quy định đó, nó nhằm cái gì? Chúng ta phải biết rằng cái công ty Huawei này đó sản xuất ra những cái điện thoại thông minh. Tuy nhiên Huawei sản xuất nhưng mà trong ấy hơn một nửa những cái linh kiện, những cái phần mà gọi là high tech nằm trong đó là dính tới Hoa Kỳ và công ty của Hoa Kỳ sản xuất. Trong ấy đặc biệt là có những cái chip điện tử. Vì vậy mà nó liên hệ tới vấn đề an ninh quốc phòng, không phải là của Hoa Kỳ không mà của nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy từ một năm qua Hoa Kỳ đã yêu cầu các nước khác khi để cho Huawei phát triển ngành viễn thông thì phải coi chừng, là vì đây là cái công ty mà nó có liên hệ trực tiếp với quân đội giải phóng Trung Cộng. Bởi vì cái người mà sản xuất ra, người mà sáng lập ra công ty này thì là một người đã từng là một sĩ quan ở trong quân đội. Và cái công ty này là một công ty có thể nói là hàng đầu và quan trọng và bậc nhất của Trung Cộng đi ra thế giới. Người ta biết tới, người ta không biết tới Trung Cộng nhiều nhưng mà người ta biết tới Huawei nhiều. Nó quan trọng ghê gớm. Thành ra nếu bây giờ mà Bộ Thương mại
đưa ra cái quyết định này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đây là cái vấn đề mà tôi muốn nói tới. Thứ nhất là một số những công ty rất lớn của Hoa Kỳ sản xuất ra những cái sản phẩm đó và sản phẩm đó bán cho Huawei. Thế thì Huawei đã biết cái chuyện này từ một năm trước là thế nào Hoa Kỳ cũng sẽ có những biện pháp ngăn chặn như vậy. Thành ra họ bắt đầu đi vòng quanh, đi vào đường vòng. Chẳng hạn như họ muốn mua một cái sản phẩm mà rất là quan trọng, họ không thể mua trực tiếp từ các công ty Hoa Kỳ, thì họ mua qua các công ty ở Âu Châu, các công ty của mà là đồng minh của Hoa Kỳ. Thì tất nhiên là những công ty của Hoa Kỳ bán cho những cái nước ấy, và những cái nước ấy, những cái công ty ấy bán vòng qua cho Huawei. Thì bây giờ cái Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là triệt đường luôn. Tức là tất cả những nước mà làm ăn với Hoa Kỳ đó, khi mua hàng hóa của Hoa Kỳ thì phải cho biết là sử dụng như thế nào và bán cho những ai. Dạ vâng. Thì đó là cái mà siết. Và hôm qua đây đó, khi mà bên Bộ Thương mại vừa đưa ra như vậy thì bên Trung Cộng, bên Bắc Kinh đó phản ứng đó là dễ sợ lắm. Và chúng tôi sẽ đi tới cùng, không có chịu để dạ. cho cái thiệt hại. Thì mình cũng thấy Bắc Kinh có những cái đòn trả đũa trong mấy ngày nay, thì như công ty Qualcomm hay là Cisco hay là Apple cũng bị gọi là liệt kê vào một cái sự mà harassment của Trung Cộng. Thì chú thấy nếu mà tiếp tục cái con đường này thì một số công ty lớn của Mỹ phải chịu nằm dưới cái sự kiểm soát của Trung Cộng, hoặc là khó làm ăn ở bên Trung Cộng bây giờ này, nếu mà cái cuộc chiến này nó tiếp tục diễn ra, thì chú thấy có lợi như thế nào về cái nền kinh tế của Mỹ nếu mà tiếp tục tiếp diễn như vậy chú, hay là mấy tất nhiên là tất nhiên là khi mà đưa ra vấn đề này thì chắc chắn là Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã có tham khảo với các cái đại công ty của Mỹ. Dạ vâng. Và cũng phải có cái giải pháp như thế nào để thứ nhất là cho những công ty của Mỹ vẫn tiếp tục phát triển được và không có thiệt hại, và nếu cần thì chính phủ cũng phải có cái cách nào đó. Bởi vì rõ ràng là nếu muốn mà đi đến tới cùng đó, thì cái mà nhắm không phải là cái, theo tôi nhìn nó không phải là chỉ cái vấn đề thương mại như thế này. Dạ mà thứ nhất nó liên hệ tới vấn đề an ninh quốc phòng. Dạ cái vấn đề thứ hai đấy, nó là đi vào cái con đường xa, là mục đích của Hoa Kỳ là muốn đẩy Trung Cộng vào một cái thế làm ăn minh bạch. Dạ vâng. Anh muốn chơi với chúng tôi sòng phẳng, chứ không anh không có lợi dụng, anh có đi đường tắt, anh lợi dụng chúng tôi từ bao nhiêu năm nay rồi. Dạ đúng, anh ra cái tổ chức WTO đó sẽ là phải là làm cái công tác này rồi, tại vì họ là người trung gian và họ có những cái quy chế mà khi mà gia nhập vào cái này, đúng ra cái WTO đã phải làm cái công tác này, chứ không Mỹ không phải cần đứng ra dàn xếp mấy chuyện này phải không chứ. Nhưng mà cái đó thì là, có những cái vụ kiện, nhưng mà ngay WTO bây giờ coi như tê liệt, cái tòa án coi như tê liệt, chưa biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà vì vậy mà Hoa Kỳ thiệt thòi, và ông Trump cứ muốn là thay đổi cái tổ chức ấy. Dạ vâng. Phải tổ chức thế nào, bởi vì rõ ràng là ta thấy một cái điểm nó bất công như thế này này. Trung Cộng thì được hưởng cái quy chế tối thiểu quốc, mà hưởng cái quy chế đó là vay tiền của Ngân hàng Thế giới đó, là trả tiền lời có 0.5%. Dạ vâng. Trong khi Hoa Kỳ và các nước khác á, vay tiền của thế giới là trả tiền lời 4%. Cao với cái chuyện đó thôi. Dạ vâng. Nó bất công vô cùng. Dạ. Thì ra cái chú chính của dạ, là tiếp với đẩy dạ no, mình tiếp với chú đã nói chuyện về Trung Cộng rất là nhiều trong mấy ngày hôm nay hay là mấy tuần nay, mình cứ đưa ra cái chính sách của ông Donald Trump, tức là muốn siết Trung Cộng từ cái việc này qua việc khác, thì chú thấy cuối cùng là muốn cái gì từ Trung Cộng? Muốn là Trung Cộng phải giống như là mở cửa ra để cho mình vào làm việc, làm ăn ngay thẳng với Trung Cộng, hay là chú thấy nếu mà siết Trung Cộng qua nhiều cái phương thức hay là cái chiến lược như vậy, thì chú nghĩ cuối cùng để làm cái gì? Trong 20 mấy 30 năm qua đó, là làm ăn với Trung Cộng và để cho Trung Cộng giàu có,
thì lẽ ra người ta mong rằng là khi nước Trung Cộng có nhiều người giàu có nhiều người trở thành gọi là sống có cuộc sống thoải mái rồi thì cái nền dân chủ nó được phát triển, cái vấn đề nhân quyền nó được tôn trọng, nhưng người ta không nhìn thấy cái đó, rõ ràng là nó không xảy ra như vậy. Và vì vậy mà để cho Trung Cộng được hưởng những cái quy chế từ trước đến giờ, Trung Cộng chỉ lợi dụng thôi thay vì hợp tác. Vì vậy mà bây giờ không còn cái cách đó nữa, thì bây giờ phải đẩy cho Trung Cộng vào một cái thế, vào chân tường, một là anh thay đổi, hai là chúng tôi không chơi với anh nữa, và như vậy anh ấy chịu cô lập. Và như vậy một là trong nội bộ của Trung Cộng phải thay đổi, hai nữa là nó có thể xảy ra những cái nổ lớn, có chiến tranh chẳng hạn, và cái gì cũng vậy, trên thế giới này mình biết rồi, cái gì Thì mà nó đi. mình nói chuyện với nhau trong cái vấn đề gọi là chiến lược của Hoa Kỳ, nhưng mà chú là cái người mà gọi là theo dõi về cộng sản nhiều nhất. Thì cộng sản Trung Trung Cộng hay là cộng sản Việt Nam thì cũng là từ cộng sản mà ra, thì chú nghĩ cái chính sách cộng sản có thể thay đổi được Thật không? sự Nó ra mấy thì chục bây năm giờ nay không nói có thay đổi gì cả thì vẫn theo như vậy thì thật sự ra thì nói rằng bây giờ cộng sản theo mà đúng nghĩa của cộng sản, theo cái lý thuyết của Marx, của Lenin đó, thì bây giờ nó không còn nữa. Dạ vâng. Đây là cái gọi là tư bản đỏ, tức là một cái thành phần đó, quyền lực nắm hết các tài sản, nắm hết các quyền lợi. Đảng Cộng sản Tàu cũng vậy, giàu không mà tỷ phú không như vậy, ý là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Thành ra nếu mà nói là cộng sản đúng mức á thì phải ngang bằng nhau, tức là đấu tranh giai cấp, người nghèo phải có quyền được chia sẻ, hưởng thụ. Còn bây giờ thì nói là người nghèo càng nghèo, còn giờ dân giàu càng giàu thì cộng sản mẹ gì nữa. Do đó đây là cái độc tài tư bản, độc tài, một đám tư bản, một đám nắm hết quyền lực, nắm hết tài sản quốc gia, còn dân nghèo thì kệ nó. Thì đó là cái chuyện mà nó xảy ra như vậy. Do đó mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà Hoa Kỳ có lý do để mà ngăn cản cái sự phát triển của Huawei là một trong những cái đầu dây để mà nó đụng chạm tới vấn đề an ninh và vấn đề kinh tế nữa. Đó là tóm tắt như vậy, và có thể đi vào những chi tiết khác thì để mà khác đi. Dạ vâng, dạ cảm ơn chú rất là nhiều lắm để đưa ra một cái mẫu chuyện về Huawei cho khán giả VNTV, và một lần nữa hy vọng chúng tôi sẽ trở lại quý vị một vài mẫu chuyện khác trong thời gian gần đây, và kính chào chú. Ok, cảm ơn anh Tiết, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp.